11 sân vận động có mái che khép kín lớn nhất thế giới. Vị trí thứ 11 là mái vòm tại trung tâm Hoa Kỳ nằm ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Được xây dựng từ năm 1992 đến 1995, với chi phí xây dựng $280 triệu. Sau đó được cải tạo từ năm 2009 đến 2010, với kinh phí $30 triệu. Sức chứa của mái vòm tại trung tâm Hoa Kỳ là 67.277 khán giả. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng bầu dục St. Louis BattleHawks. Sân vận động Krestovsky nằm ở thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Được xây dựng từ năm 2008 đến 2017, với kinh phí $660 triệu. Sức chứa của sân vận động này là 67.800 khán giả. Krestovsky là một sân vận động có mái che có thể thu vào. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá FC Zenit Saint Petersburg. Sân vận động Anbei nằm ở thành phố Ankhor của Qatar. Được xây dựng từ năm 2014 đến 2021, với kinh phí $847 triệu. Sức chứa của sân vận động này là 68.895 khán giả. Anbei cũng là một sân vận động có mái che có thể thu vào. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Ankhor SC. Sân vận động Sophie nằm ở thành phố Inglewood, California, được xây dựng từ năm 2016 đến 2020, với kinh phí xây dựng trong khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ, biến nó trở thành sân vận động đắt đỏ nhất thế giới, tính đến thời điểm hiện tại. Mái che khép kín rộng hàng triệu mét vuông của sân vận động được tạo thành từ 302 tấm ETFE. Sức chứa của sân vận động Sophie là 70.240 khán giả. Hiện tại đây là sân nhà của các câu lạc bộ bóng bầu dục Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers và LA Bowl. Sân vận động Mercedes-Benz nằm ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Được xây dựng từ năm 2014 đến 2017, với kinh phí $1.6 tỷ. Sức chứa của sân vận động này là 71.000 khán giả. Mercedes-Benz là một sân vận động có mái che có thể thu vào mang hình trong tróng, bao gồm 8 tấm hình tam giác M. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Atlanta United và hai câu lạc bộ bóng bầu dục Atlanta Falcons và Pittsburgh. Sân vận động NRG nằm ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Được xây dựng từ năm 2000 đến 2002 với kinh phí $352 triệu. Sức chứa của sân vận động này là 72.220 khán giả. NRG có thiết kế mái vải có thể thu vào, với thời gian đóng mở trong khoảng 7 phút. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng bầu dục Houston Texans. Sân vận động Caesars Superdome nằm ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Được xây dựng từ năm 1971 đến 1975, với kinh phí $134 triệu. Sân vận động sau đó được cải tạo từ năm 2005 đến 2006, với kinh phí $193 triệu. Sức chứa của Caesars Superdome là 73.208 khán giả. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng bầu dục New Orleans Saints. Sân vận động Millennium, hay người Việt chúng ta vẫn gọi là sân vận động thiên nhiên kỳ, nằm ở thủ đô Cardiff của xứ Wales. Được xây dựng từ năm 1997 đến 1999, với kinh phí £121 triệu. Sức chứa của sân vận động này là 73.931 khán giả. Millennium là một sân vận động có mái che có thể thu vào. Hiện tại đây là sân nhà của đội tuyển bóng bầu dục quốc gia xứ Wales.
sân vận động AT&T nằm ở thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Được xây dựng từ năm 2006 đến 2009 với kinh phí 1,3 tỷ đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động này là 80.000 khán giả. AT&T là một sân vận động có mái che có thể thu vào. Hiện tại đây là sân nhà của hai câu lạc bộ bóng bầu dục Dallas Cowboys và Cotton Bowl Classic. Sân vận động quốc tế Jakarta nằm ở Tanjung Priok, Indonesia. Được xây dựng từ năm 2019 đến 2022 với kinh phí 312 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động này là 82.000 khán giả. Sân vận động quốc tế Jakarta cũng là một sân vận động có mái che có thể thu vào, trong đó phần có thể thu vào làm bằng vật liệu MIPFI. Ở vị trí số 1 là sân vận động Santiago Bernabeu nằm tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Được xây dựng từ năm 1944 đến 1947. Để có thể trở thành một sân vận động có mái che có thể thu vào như hiện nay, sân vận động này đã trải qua một đợt cải tạo trị giá 500 triệu euro từ năm 2020 đến nay. Sức chứa của sân vận động Santiago Bernabeu là 85.000 khán giả. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Real Madrid CF.